Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để cài đặt phần mềm Camtasia để cho anh em quay màn hình và dựng phim cơ bản được. Đầu tiên thì mình tải cái phần mềm Camtasia về, mình giải nén nó ra. Đó. Rồi mình chờ một tí xíu, nó giải nén nhanh lắm. Sau khi giải nén chúng ta có cái thư mục, ở trong cái thư mục nó có cái file cài đặt. Chúng ta kích vào. Rồi ở đây nó chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh là mình đọc được thôi, nó chỉ hỗ trợ một vài cái ngôn ngữ vậy thôi. Chúng ta tiếp tục ấn vào install cài đặt nó, và bây giờ chỉ việc là chờ chờ nó tự động cài đặt cho mình thôi. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta ấn finish. Rồi bây giờ mình đang chờ để load cái bản rác về, mọi người chờ một tí xíu nữa nha. Và chúng ta cài xong hình như là nó đang tự động khởi động đây, nó đòi khai chờ, vì bây giờ mình sẽ tắt nó đi rồi mình rắc nó. Mình đang chờ tải cái bản rắc các bạn, thì mình tải miễn phí thì cái trang ép xe này nó cho bắt mình chờ tới 60 giây, mọi người chờ một tí xíu nha. Rồi sau khi mà chúng ta tải cái bản rắc về thì nó cũng có một cái file nén, và mình sẽ bỏ nó vô trong cái thư mục này luôn. Ok, bây giờ mình sẽ giải nén cái file rắc này ra. Rồi mình copy hai cái này bỏ vô cái thư mục mà mình đã cài đặt Camtasia. Mình chọn mở cái Camtasia lên, mở vị trí tiệp, rồi click phải mở vị trí tiệp thêm một lần nữa. Không được rồi, chúng ta bắt vô đây, tiếp tục. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy cái file bash này. Ok, vậy là chúng ta đã rắc thành công. Nếu mà bây giờ mình phần mềm nó mở lên, nó khởi động, nó không đòi khay nữa là rắc thành công nha các bạn. Rồi, ok. Nó sẽ hỏi chúng ta là có update hay không, chúng ta chọn no nha, không update. Rồi bây giờ nó chạy cái video hướng dẫn thì mọi người xem cái video hướng dẫn để tham khảo nha, còn mình thì mình dùng nó để ghi âm thôi, để quay màn hình thôi.